Cô gái này đi một mình trên đường về nhà vào đêm khuya, bị một người lạ phun thuốc hóa học vào mắt. Khi cô ấy thức dậy từ bệnh viện, phát hiện mắt đã bị mù. Cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ gì, cũng không thể liên lạc được với gia đình, chỉ có thể nhận được sự chăm sóc từ những người y tá. Sau khi xuất viện, cô gái mù được sắp xếp đưa đến một căn hộ cao cấp. Nghe nói ở đây có một phòng khách rất rộng rãi, nhà bếp ngăn nắp và các cửa sổ trên tầng 9, có thể ngắm được toàn thành phố. Nhưng đối với cô gái tên Ellen này mà nói, xung quanh chỉ là một màu đen vô vọng. Điều duy nhất làm hài lòng cô ấy là anh chàng giúp việc Clayton. Anh giúp cô ấy nấu ăn, dạy cô ấy sử dụng gậy mù, giải quyết mọi khó khăn mà người mù gặp phải, để cô ấy bớt buồn chán. Clayton thậm chí còn gửi cho cô ấy một chú vẹt. Con vẹt này màu gì? Màu xanh da trời. Con vẹt xanh lá biến thành màu xanh da trời trong chớp mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Thực ra đạo diễn đang ám chỉ với khán giả rằng mọi thứ bạn đang thấy, tất cả đều là trí tưởng tượng của Ellen. Mặc dù cô ấy bị mất thị lực, nhưng những giác quan khác của cô ấy lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Trong suốt thời gian cô sống ở đây, càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó không ổn với căn hộ. Bên cạnh chiếc cửa sổ này, gió lớn bất thường, nhưng khi đến chiếc cửa sổ còn lại không nghe thấy bất cứ gì. Điều nghi ngờ thứ hai, ngoài cửa sổ đáng lẽ phải là phố xa ồn ào, nhưng mỗi ngày cứ đúng vào thời điểm nhất định, đều chỉ nghe thấy tiếng còi phát ra như ngay ở ban công nhà cô. Điều khiến cô nghi ngờ thứ ba là cửa thông gió ở cuối phòng. Ellen có thể lờ mờ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đang khóc. Cô ấy muốn ra ngoài và hỏi han người hàng xóm của mình. Không ngờ rằng người hàng xóm đã trực tiếp đến thăm cô. Ellen tình cờ chạm vào cô hàng xóm có một vết sẹo trên mặt. Ellen lúc này hoảng loạn, nhưng cô hàng xóm Anna đã nói điều gì đó kỳ lạ. Đừng tin tưởng bất cứ ai. Ellen đã kể với Clayton tất cả những nghi ngờ này, nhưng anh vẫn cho là không có chuyện gì cả. Cô hy vọng anh có thể giúp cô gọi cảnh sát, vì Ellen cho rằng cô hàng xóm có thể bị chồng bạo hành. Nhưng điều mà Ellen không ngờ tới là anh chàng lại tỏ tình với cô ấy vào lúc này. Lợi dụng cô không chú ý, anh lén lút hôn lên môi cô. Ellen rất tức giận, đuổi Clayton ra ngoài. Sau đó, màn đêm buông xuống, cửa phòng cô bị ai đó mở ra. Cô nghĩ rằng Clayton đã trở lại, gọi tên anh ấy, nhưng không ai đáp trả. Không đúng, cảnh tượng kinh khủng này rõ ràng là người đã tấn công cô ấy đêm đó. Ellen muốn trốn trở lại phòng, nhưng quá trễ rồi. Hắn đã bắt kịp, đẩy cô ấy vào tường, bóp chặt cổ cô. Khi cô ấy thức dậy, anh chàng giúp việc Clayton đang ở bên cạnh. Cô ấy ôm anh, nhưng trong lòng nảy sinh một nghi ngờ. Làm thế nào mà anh lại xuất hiện đúng lúc đó? Cô muốn anh gọi cảnh sát, nhưng thám tử đến và nói với Ellen, tối đó rõ ràng không có ai tấn công cô. Tất cả là ảo tưởng của cô mà thôi. Đừng tin vào nhận thức của chính mình. Thứ duy nhất tôi còn có thể tin lúc này là cảm nhận của tôi. Cô gái với đôi mắt mù, dường như giờ đây không còn cách nào có thể tìm ra câu trả lời. Cũng giống như con vẹt trong nhà không thể nói được bất cứ gì. Và bản thân cô cũng vậy, có cánh nhưng không tự do. Từng ngày cứ thế trôi qua, Ellen chán ngấy cuộc sống tăm tối. Cô ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo vào hôm đó, từ ban công cao tầng 9, nhảy xuống. Chuyển màn hình nào, Ellen tỉnh dậy sau cơn mê. Khoan đã, không phải cô ấy rơi từ tầng 9 sao? Tại sao không có chuyện gì xảy ra? Cô ấy thông qua cảm nhận của đôi tay, phát hiện đây là một căn phòng nhỏ. Cô vẫn mơ hồ nghe thấy, trong không gian đó, có nhiều loại loa lớn phát lại âm thanh từ môi trường. Thì ra căn hộ cao cấp này, tất cả đều là giả, cửa sổ cũng là giả. Vì vậy, không có gió, còi báo động là giả, vì nó vốn dĩ được cài đặt phát tự động theo khung giờ. Chính xác thì, anh giúp việc và hàng xóm cũng là giả. Vậy người đàn ông đứng sau tất cả, rốt cuộc là ai? Cô ấy bò về phòng. Bây giờ phải làm gì đây? Chính là tìm cách trốn thoát. Nhưng đối với một người mù mà nói, việc này gần như bất khả thi. Cô lần mò dọc theo bức tường, nhưng chỉ chạm vào một bức tường, hai bức tường, xung quanh đều là tường. Cô chạy ra hành lang và bấm thang máy. Thang máy không phản hồi. Cô dùng lực mở cửa thang máy, nhưng không thể phá vỡ nó, vì thang máy cũng bị làm giả. Khoảnh khắc này, Ellen cuối cùng đã suy sụp. Thì ra trải qua rất nhiều ngày, bản thân chỉ là sống trong một cái lồng do người khác thiết kế. Trải qua khoảng lặng đau khổ, Ellen bình tĩnh trở lại. Cô ấy lại bước ra khỏi phòng, tình cờ gặp cô hàng xóm vừa về nhà. Cô giả vờ mời hàng xóm đến nhà dùng cơm, sau đó bật vòi nước, cố ý làm rơi bật lửa để hàng xóm nhặt giúp. Chờ cho đến khi người hàng xóm cúi xuống, cô ấy dưới tiếng ồn của nước chảy, tận dụng cơ hội để nói với cô hàng xóm Anna việc bản thân đã từ tầng 9 nhảy xuống dưới. Nghe đến đây, vẻ mặt của người hàng xóm trở nên sợ hãi. Ellen muốn giải thích tất cả với Anna, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anna mở cửa, Ellen nghe thấy tiếng chồng của cô ấy. Anna và chồng cô ấy vừa rời đi, thì Clayton đã trở lại. Anh ấy mỉm cười, nói rằng bản thân sẽ làm bữa tối cho Ellen. Sao lại trùng hợp đến thế? Ellen chịu không nổi, vạch mặt anh ta. Kể từ khi tôi đến đây, anh đã luôn lừa dối tôi. Đừng nói dối tôi nữa. Cô bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hơn nữa mắt còn bị mù, đó có phải lời nói dối không? Clayton nói tiếp, đây thực sự không phải là một căn hộ, mà là một trung tâm phục hồi chức năng. Đó là bệnh viện để chữa cho các bệnh nhân mắc hội chứng căng thẳng sau chấn thương, và được chế tạo đặc biệt
công việc của tôi là chăm sóc cô, kìm nén những suy nghĩ tiêu cực của cô, để cô có thể trở lại cuộc sống bình thường. Ellen sau khi biết sự thật, đã dần dần bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh nói đúng, tôi cần giúp đỡ. Nhưng, liệu sự thật có phải là thế? Khi Clayton ôm lấy cô, khuôn mặt đau buồn của cô mới đó, đã nhanh chóng trở nên sắc bén. Ellen giả vờ mời Clayton đi ăn tối, và sau đó nhẹ nhàng vuốt vai anh. Clayton mất đi cảnh giác. Sau đó cô ấy ở phía sau rót rượu cho anh, nhân cơ hội để xác định vị trí của giá đỡ giao bếp, lại một lần nữa nhẹ nhàng tiến đến vuốt vai anh. Cô ấy nhờ Clayton nhặt giúp ly nước đổ. Anh ấy vừa cúi xuống, cô quay người thật nhanh về phía sau chạy đến giá đỡ dao trong bếp. Sau khi phát hiện không hề có dao trên giá, cô ấy nhặt hộp đựng dao lên, dùng hết sức đập vào anh. Cô rút chìa khóa trên người hắn ta, lấy cả cây gậy trích điện trong túi của anh ấy. Sau đó, cô vội vàng chạy đến cửa tiếp theo, mở cửa nhà hàng xóm bằng chìa khóa. Cô lần mò và khám phá con đường phía trước. Quả nhiên đây không phải là một căn hộ. Ellen cứ thế dùng tay lần mò, bất ngờ đã chạm vào một giá phơi, có nhiều bộ đồng phục khác nhau trên đó, thậm chí có cả bộ đồng phục của kẻ côn đồ đã tấn công cô tối hôm đó. Ellen bị sốc, thì ra tất cả những người mà cô gặp từ lúc mù đến giờ đều là từ một người gây ra. Người đã làm cô mù, bác sĩ, cảnh sát, kẻ chăm sóc, ngay cả chồng của hàng xóm, tất cả đều do cùng một người dựng lên, đó là Clayton. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc trong góc, men theo giọng nói, Ellen tìm thấy cô hàng xóm Anna. Tại đây Anna kể ra mọi chuyện, mọi thứ đều là kế hoạch của anh trai cô ấy. Thì ra từ nhỏ anh ta đã có ham muốn kiểm soát người khác. Sau khi làm mù mắt Ellen, nhốt ở đây để chăm sóc cô ấy, cho cô ấy ăn, từng bước kiểm soát cô ấy, để cô ấy có thể sống bên anh ta cả đời. Ellen nghe xong càng suy sụp, những việc làm đó mà gọi là tình yêu ư? Đây rõ ràng là một kẻ điên rồi, chỉ thích kiểm soát người khác. Cô em gái Anna cũng rất thông cảm với cảm giác của Ellen, vì từ nhỏ cô ấy cũng sống dưới sự kiểm soát gắt gao của anh trai mình. Cô nghĩ rằng sau khi anh trai bắt được Ellen, có thể chuyển đối tượng kiểm soát. Không ngờ rằng bản tính anh ấy càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí tâm thần phân liệt. Cùng lúc đó, anh ta đột nhiên tỉnh dậy. Ellen quyết định muốn cùng cô em gái Anna bỏ trốn khỏi đây. Anna nói với cô rằng có một lỗ thông hơi trong phòng điều khiển, đó là lối thoát duy nhất. Ellen đành phải quay lại vị trí cũ. Vừa ra khỏi phòng thì đụng phải Clayton tiến đến. Anh ấy giải quyết Ellen bằng vài cú đánh, đưa cô ấy trở lại phòng điều khiển. Nhưng đây chính xác cũng là những gì Ellen định làm. Cô vừa tha thiết cầu xin anh ta, vừa cố gắng dùng tay để xác định lỗ thông hơi rốt cuộc ở hướng nào. Lợi dụng Clayton đang yếu lòng, dùng máy trích điện đánh ngất anh ta một lần nữa, sau đó chạm vào lỗ thông hơi, dùng kéo phá nó ra. Lỗ thông gió nhỏ thế này làm sao có thể trốn thoát được. Nhưng cô ấy đã chạm vào thứ gì đó khác từ bên trong, đó là một lọ thuốc. Cô mở nó ra và ngửi, chính xác nó là chất dịch đã khiến cô mù đêm đó. Tại thời điểm này Clayton cũng tỉnh dậy, hắn và Ellen bắt đầu đánh nhau. Nhưng Ellen vốn sức yếu vai mềm, chỉ có thể bị đẩy ngã xuống đất. Clayton muốn giải quyết cô ấy, nhưng hắn ta phát hiện trong tay cô có một chiếc lọ rỗng. Anh ta ngã vật ra đất, hét lên trong đau đớn, đôi mắt dần dần mất đi thị lực. Cuối cùng anh ta cũng phải gánh chịu tất cả. Hai cô gái từng bị kiểm soát nghiêm ngặt đã cùng nhau vượt qua chốn khủng khiếp này, giành lại tự do.